Xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với các thượng đế để mọi người được hoan hỷ. Hai cái bộ cơ mình đăng lên hồi chiều ngày hôm nay, mình cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, 150.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Dây cura và bánh tì cứ để nguyên này nha. Còn thay mới thì đương nhiên là thóc phải thêm thóc. Đấy, motor vẫn còn. Đã được một người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Hòa Bình, đã Trần Văn Chốt. Người anh em mua đài của mình thì mua băng của mình, lần này ở lần thứ thứ năm thứ sáu rồi. Đấy. Thì xin thưa với người anh em và xin thưa với các thượng đế trên giải chữ S, những thượng đế mà mua hàng của mình lên đến lần thứ 10 là sẽ có quà tặng đặc biệt. Thế còn quà tặng đặc biệt là cái gì? Thì đương nhiên nó về cái lĩnh vực radio cassette. Đấy, nhưng mà cụ thể nó là cái gì thì cái này không 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 tiết lộ nha. Người anh em tốt của mình ở địa chỉ tổ 1, khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, mang biển số 28. Người anh em này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương. Vì người anh em này không bớt xén 1.000 nào của mình cả. Và người anh em đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Luôn và ngay. Trân trọng cảm ơn người anh em. Như các thượng đế đã biết, người to cái đấy cũng to. Đây là con hà mã của hãng Sony, có model FH211W. Model đây, FH211W. Con hà mã này ăn rất chi là ít điện, ăn 100V. Con hà mã này hãng sản xuất ra để phân phối cho bên nội và bên ngoại, thế nên chất lượng khỏi phải bàn. Đặc biệt là âm sắc của nó, và đặc biệt là tiếng bát của nó. Tiếng bát của nó thì chỉ có lắc lư theo điệu nhạc thôi. Loa ba đường tiếng, bát vuông như thế này, loa ba đường tiếng. Cái loa và loa này không tháo ra được để nội soi, thế nhưng mà về cái chất âm của nó nói lên là cái loa này còn zin. Tiếng bát của nó anh ghê gớm lắm nha. Loa ba đường tiếng. Con hà mã này đã có một cơ số video chia sẻ với các thượng đế, và đặc biệt là có một cái video gần đây nhất là để báo cáo với các bậc thần tiên. Là cái núm bờ lây này này, núm bờ lây ở cái cửa bên đây này, nó bị gãy. Thế mình phải gọi như thế là buộc dây, xong là dùng keo con khuyển dính nó vào. Thế nhưng mà khi lắp vào ấy, khi lắp cái mặt này vào ấy, thì nó lại bị cọ vào cái nhựa này. Này, dao cắt cả cái nhựa này ra. Thế nhưng mà nó vẫn khó ấn. Thế là mình chuyển sang bên đây. Này, chuyển sang bên đây, lấy cái nút bao xe là cái nút tạm dừng ở cái cửa bên đây, đưa sang bên đây, thế nên bây giờ ấn rất chi là nhẹ nhàng nha, ấn rất chi là nhẹ nhàng êm ái. Chỉ có mỗi một cái là cái video trước mình chia sẻ với các thượng đế, mong các thượng đế trên giải chữ S này cũng lượng thứ cho cái khôn của người thiếu iốt này, lấy cái dao cắt cái phần nhựa này đi. Giờ thì chịu rồi, chả biết làm thế nào được, cứ để như thế thôi nha. Thế nhưng mà cái này nó cũng ở tận dưới, mà ít 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 người coi như thế là khi nhìn vào lại nhìn vào dưới nhá, mình ấy nhìn ở bên trên nhá, nhìn ở bên trên nó đàng hoàng đúng không? Đấy. Con hà mã này mình cung cấp với một mức thóc 3.280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Con hà mã này nặng khoảng tầm một yến, 10 kg là một yến nhá. Đấy, ba cục có thể tháo rời ra, hai cái loa có thể tháo rời ra khỏi máy. Cái cục máy này lại có thể tháo rời ra thớt radio, đấy, thớt âm ly và thớt băng cassette. Thớt âm ly lại còn có thêm cái phần equalizer để chỉnh nhạc. Ở đây có những cái nút chỉnh biểu thị tần số đây này. Đấy, 60Hz, 160Hz này, bao nhiêu đây này, 1kHz này và 14kHz này. Đấy, volume điện tử, dương âm đây. Đấy. Rất chi là nhạy, không có bị loạn nha. Cái này ngoài nghe radio
băng sóng FM trong veo, trong hơn cả nước mưa nhá. Thì lại thêm về phần băng cassette, hai cửa băng cassette mình đã thay dây cua ra, bánh tì đã cân chỉnh, nghe cũng chuẩn ra phết. Có thêm cái đường CD để chúng ta cắm điện thoại vào hay laptop để nghe nhạc. Tuy nhiên con này nó ăn tín hiệu audio nguồn ngoài vào, nó chỉ ăn là cái thể analog. Thế còn cái thể TV phát ra bây giờ là cái thể quang ấy thì nó không ăn được nhá. Đấy, phải dùng cái bộ chuyển đổi sang analog thì nó mới ăn. Đấy. Đường phono để kết nối với đĩa than ta không dùng đến nhá. Còn đây là ba lan ke, tức là tách loa, tách loa vẫn hoạt động bình thường nhá, vẫn hoạt động bình thường. Ở trên này quắc biểu thị tần số về radio hoạt động bình thường, sáng đẹp. Ở đây đèn nháy cột rất chi là đẹp nhá. Đấy. Có cái video đã đo rồi nhưng bây giờ thôi mình cứ đo lại cho nó tổng thể vào một cái video này. Chiều dài của con hà mã này là 58 cm, 58 cm, chiều cao là 28,5, chiều cao là 28,5 này. Đây là số 3 này, 30 này, cái này nó hơi lóa này. Đấy. Và chiều sâu, chiều sâu khoảng tầm 22 cm. Trọng lượng của con hà mã này lên đến 10 kg. Mình đã cho ăn điện rồi, bây giờ chỉ cần bật công tắc nguồn lên. Bật nguồn thì con này nguồn của nó là nguồn cơ, tức là ấn bằng công tắc bình thường giống như kiểu công tắc tắt bật đèn ở nhà ấy nhá. Đấy, bình thường chứ không phải giờ mót. Đấy, thế nên nó rất chi là bền. Nó khác với những cái loại nguồn điện tử gọi nguồn ấy thì bao giờ nó cũng hay trục trặc hơn cái loại nguồn cơ nhá. Đấy. Đây công tắc này. Nguồn này. Nên chú ý những điểm mạnh của người bạn giao tiếp để có những lời khen thích hợp. Hơn nữa bạn cũng nên cẩn thận với những lời chê bai, mỉa mai, những lời hoàn toàn không có lợi cho bạn. Trong văn hóa giao tiếp ở Indonesia, họ cũng thích nói một điều gì đó hơn là tỏ ra không biết trả lời. Nếu bạn không biết về đường đi ở Indonesia... Ai em không bắt được, ai em không bắt được. Ê, 5:60 này, ai em 612 chẳng bắt được không? Với công việc... Và... Ôi rồi, ai em không bắt được. Kỹ về lý thuyết bất bằng nhận thức. Lý thuyết này giải thích cho chúng ta hiểu tại sao thái độ 730 à? Hội họp. Đặt tên con, hướng sinh con, thì đứng từ xa thì gặp. Ở đây ai em bắt được ấy. Khoe tuổi đã già, không còn đủ. Nếu tổ chức biết điều này và động viên họ đúng cách thì tổ chức sẽ đạt được hành vi như mong muốn. Nội dung bài chủ yếu là nêu lên các nghiên cứu của những nhà quản trị về động viên và đưa ra các lý thuyết. Khi đọc từng lý thuyết, bạn cố gắng xác định xem con người có những ý muốn được động viên như thế nào dựa trên nhu cầu của họ, và từ đó chúng ta sẽ lựa chọn các hình thức động viên trong tổ chức để thoại hay là bây giờ lùi lại nhá, lùi lại. Phí phím này nó đấy. Tham gia vào quá phím trình này phải ấn mạnh vân vân sẽ làm họ hài lòng. Còn nếu nhân phím này phải ấn mạnh tay. Thế hôm nay quên không chắc là led nó sẽ xịt cho nó phát ray để cho nó nhẹ. Bước sang bài 5. Đấy. Này. Cái này nó không có chức năng auto tuning đâu, nó không dò sóng tự động được đâu. 89 xem có bắt được không nhá. Chương trình là nhạc phẩm 89,5 này của Ngô Thị Miên và Nguyên Sa qua tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Lê Tấn Quốc. Đấy. 89 đấy. Bắt được. 89 nó bắt được này. Ca nhạc thôi bỏ qua. Ui giời, nét thật đi. 91,5.
có người nói với mình những câu đấy. Dạ, hay quá. Dạ, với ca khúc này thì bạn Tú có chia sẻ một lời nhắn gửi nào đến cho các bạn thính giả không ạ? Đặc biệt là những bạn thính giả mà chuẩn bị làm quen bạn Tú này. Bài hát này không có tính năng dò tự động, phải dò tay này thôi. Chỉ Huy chắc mới ở trường võ bị ra, còn trơn lông đỏ da lắm, vẫn đứng sổng người, chưa ra dấu hiệu gì. Mặt nó dần dần tái đi, bàn tay cầm ống nhòm run run trên ngực. Ngon quá, chỉ một trái tạc đạn 2B40 là việc gọn ngay tớp trước mặt. Phải nói là bắn như để đạn. Vậy mà chịu nhắm mắt làm ngơ. Ai cũng hiểu rằng để làm ăn, kẻ địch 94, giờ lên 94 bên kia lao và giá lý để vẫn phát huy thế hàng năm đấy. Đây là chúng tôi là cứ ngày hội 18 tháng 2 của huyện đấy, chúng tôi là mời anh em đến giao lưu. Tách loa này, loa này nói này, loa này không nói này. Sơn và là Tây Nguyên, loa này nói này. Tổ chức giao lưu tại loa này không nói này. Xã cây hát cái gốc của chúng tôi có cái bản cái dân ca dân trí đang đồ. Đấy volume đấy này. Tặng thẩm phi vật thể năm 2011 rồi, chúng ta phát huy. Ở đây cái lưới này hát bây giờ nội dung là nó bị bẹp ở chỗ này này, chắc là người trước người ta cố tình người ta đậy ra để xem loa đấy nhưng mà không đậy được. Và trong mỗi cuộc giao lưu dân ca sán chỉ bên đây thì là không ông gì vừa cả. Giới thiệu bên đây không thì gì cả. Mỗi người đều hát rất say mê, thậm chí là còn quên cả giờ giấc và có thể hát thâu đêm suốt sáng. Vậy điều gì trong câu dân ca sán chỉ đã thu hút và lôi cuốn mọi người tiếp đến tục dò nhá. Ngày nóng mưa thì nhão nhét 96 thì tôi có nhận thấy rằng có những bài thơ 96,6 à? Viết về đề tài gia đình rất là cảm động. Đó là những bài thơ mà chín hợp xã những tổ chức muốn 99,9. Tham gia trở thành tổ chức hợp xã thì chúng ta cũng cần có những cái điều nghiêng nghiêng. Lên 102,7 nhá, 102,7. Ôi, ca nhạc thì lại không để được. 104 thì không bắt được không? More visitors. Đấy, 104 này. Digitizing. 104 đấy. Hết rồi. Nên tần số cao này là hết rồi. Đấy, nó không 108 này này. Nó không có chức năng dò tự động để phải chịu thôi. Nào, nó không tiến được nữa, đây là 108 nó hết rồi là phải lùi lại. Này. Thì mình dò xong là cái đài nào mình nhớ nó vào đây memory đi này. Nhớ nó vào. Ca ngợi quê hương đất được nông thôn mới, đồng thời lên án những thói hư tật xấu và phong tục tập quán lạc hậu. Và mỗi hình thức ấy thì lại có một cách hát khác nhau. Ông có thể cụ thể hơn về... Chả nhớ được cái bài gì. Đây trước thì chả nhớ được cái nào đây. Cái này phải sờ lần một số thời gian thì mới chả... Có thể từ chối nhận quà đến 3 lần rồi họ sẽ... Hoa cũng là một món quà nhưng không được tặng số lượng hoa lẻ, vì như thế là điểm không may mắn. Khi đàn ông tặng hoa hay là quà cho một phụ nữ có thể xảy ra hiểu nhầm. Do vậy khi tặng quà họ thường nói, và bạn cũng nên nói là món quà này do vợ mình hoặc là chồng mình gửi tặng. Trong dịp đêm... Đấy, cái này nhớ bài phải mất một cơ số thời gian vì nó là hàng nội địa. Còn nếu không nhớ bài thì ta cứ dò ở đây thôi nha. Ở đây radio thì rất chi là nét trong veo, không phải suy nghĩ gì về cái vấn đề nhiễu cả nha. Anten đấy để đúng có một hướng thẳng, không phải chỉnh nhá. 3.280.000 đồng. Video sau thì sẽ test bằng cassette. Bằng cassette thì cũng qua hai video, hai cửa rồi, nhưng mà sẽ test một cái video nữa nhá. Thế còn line in thì thôi, line in thì khỏi về test. Thế line in mà test mà trục trặc nữa thì còn bán làm sao được nữa nhá. Trân trọng cảm ơn, thân ái chào tạm biệt.